Tổ Bồ Đề có thực sự là Như Lai hay không? Vì sao ông dạy Tôn Ngộ Không ba tuyệt chiêu đều có điểm chí mạng? Trong nguyên tác Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư có thật sự là Phật Tổ Như Lai không? Trong Tây Du Ký, ngoài Phật Tổ Như Lai ra, Bồ Đề Tổ Sư là người có bản lĩnh nắm giữ sinh tử của Tôn Ngộ Không. Ông có thể thấy được tương lai của Tôn Ngộ Không? Vậy nên, câu hỏi trên rất khó để trả lời. Cũng có người nói rằng ông là sư đệ của Phật Tổ Như Lai, vì bản thân ông là người duy nhất trong tam giới, vừa tu Phật, vừa tu đạo. Cũng có ý kiến cho rằng đây cùng là một người. Ông đã dạy cho Tôn Ngộ Không ba đại pháp thuật, nhưng mỗi cái đều có khuyết điểm chí mạng. 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thực ra còn kém hơn 36 phép biến hóa của chư Bát Giới. Có phải Bồ Đề Tổ Sư chỉ dạy một nửa, giấu một nửa? Để chuẩn bị cho hành trình đi thỉnh chân kinh ở Tây Thiên Không, mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn mỗi ngày bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Kỹ năng nổi bật của Tôn Ngộ Không bao gồm 72 phép biến hóa và khả năng trường sinh bất tử. Ngoài ra còn có Kim Tinh Hỏa Nhãn, Cân Đầu Vân, Kim Cương Bất Hoại Thể và nhiều kỹ năng khác của Tôn Ngộ Không cũng được học từ Bồ Đề Tổ Sư. Trong đó, ba phép thuật chính mà Tôn Ngộ Không học được chính là 72 phép địa sát, trường sinh bất tử và Cân Đầu Vân. Tuy nhiên, ngay cả trong cùng một loại thì ba phép thuật này cũng không phải là những thế mạnh nhất. Chẳng hạn như Thất Thập Nhị Biến, khi Bồ Đề Tổ Sư hỏi Tôn Ngộ Không rằng muốn học 36 phép thiên cang hay 72 phép địa sát. Hắn đã trả lời rằng mình muốn học một loại phép có nhiều biến hóa. Bồ Đề Tổ Sư không hề nhắc nhở Tôn Ngộ Không về sức mạnh của hai loại này mà lập tức đã truyền dạy 72 phép địa sát cho hắn. Thực tế, trong Tam Thoại Bình Yêu Truyện của La Quán Trung có đề cập rằng 36 phép thiên cang mạnh hơn 72 phép địa sát. Mặc dù 72 phép địa sát có nhiều loại hơn, nhưng cũng tồn tại những nhược điểm lớn. Ví dụ như khi chiến đấu với Nhĩ Lang Thần, đuôi của Tôn Ngộ Không không thể biến hình và phần mông cũng không thể thay đổi. Hơn nữa, sau khi biến hình, Tôn Ngộ Không không được có quá nhiều thay đổi về cảm xúc, vì điều này có thể khiến khuôn mặt biến dạng và bị người khác phát hiện. Trong Tây Du Ký, chúng ta thường thấy Tôn Ngộ Không vừa cười vừa hiện ra hình dạng thật. Đó chính là khuyết điểm của 72 phép địa sát. Ngoài ra, sau khi biến hình, Tôn Ngộ Không cũng không thể sử dụng gậy Như Ý, tức là sức mạnh của Ngộ Không lúc này sẽ bị giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, điều mà Tôn Ngộ Không học được từ Bồ Đề Tổ Sư không phải là để chiến đấu người khác, mà là để giúp hắn tránh khỏi tam tai. Tại sao một người thần thông quảng đại như Tôn Ngộ Không lại cần né tránh tam tai? Đó là vì một pháp thuật khác mà Bồ Đề Tổ Sư truyền cho Tôn Ngộ Không cũng có khuyết điểm, đó chính là trường sinh bất tử. Loại pháp thuật này không chỉ có thể giúp trường sinh, mà sau khi đã học thành công thì muốn chết cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không học xong, Bồ Đề Tổ Sư lại nói với hắn rằng phép thuật này cũng không hoàn mỹ, cần phải phòng tránh tam tai. Về tam tai, Bồ Đề Tổ Sư đã nói rằng sau khi tu luyện phép thuật trường sinh bất tử, có thể sống lâu không chết, nhưng mỗi khi trôi qua 500 năm sẽ phải chịu một tai họa rất nghiêm trọng. 500 năm đầu tiên sẽ có sấm sét từ trên trời đánh xuống, dù có kim cương bất hoại thể cũng khó mà chịu đựng. Vì vậy cần phải thấy rõ bản chất sự việc và sớm có thể hành động tránh né. Nếu có thể tránh được thì sẽ sống cùng trời đất, còn nếu không thì tự nhiên sẽ rơi xuống âm phủ. Sau đó, qua 500 năm sẽ có kiếp nạn thiên hỏa. Ngọn lửa này không phải là lửa thông thường trên thế gian, mà là hỏa âm bắt đầu từ huyệt Dũng Tuyền, sẽ thiêu đốt đến khi các tạng phủ trở thành tro bụi, đốt cháy cả ngàn năm tu hành. Nếu có thể tránh khỏi kiếp nạn này, thì sau 500 năm sẽ có cơn gió lớn từ trên trời thổi xuống. Đây không phải là gió thường, mà là một loại gió thổi từ cửa giữa vào trong cơ thể, đi qua đan điền, xuyên qua cửu khiếu, khiến xương thịt tách rời, cơ thể tan vỡ. Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không vội vàng quỳ xuống cầu xin cách tránh nạn từ sư phụ. Phương pháp này chính là 72 phép địa sát. Thực ra nếu Bồ Đề Tổ Sư dạy cho Tôn Ngộ Không bí quyết trường sinh bất tử thật sự, thì không cần phải học 72 phép địa sát làm gì. Những gì mà hắn học được chỉ là một hạt mưa nhỏ mà thôi.
cả phép trường sinh và 72 phép biến hóa đều có khuyết điểm. Vậy còn Cân Đầu Vân thì có những khuyết điểm gì? Trong nguyên tác Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư đã giữ lại một chiêu không truyền dạy cho Tôn Ngộ Không. Ông ấy làm như vậy thực ra với mục đích gì? Bồ Đề Tổ Sư đã truyền cho Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa và thuật trường sinh bất tử, nhưng cả hai đều có khuyết điểm. May mắn thay, sau này Tôn Ngộ Không đã đến địa phủ và phát hiện tên của mình vẫn còn trong sổ sinh tử. Cái gọi là trường sinh thực ra không tồn tại. Vì vậy hắn đã trực tiếp gạch tên mình khỏi sổ sinh tử, từ đó mới tu luyện thành công thuật trường sinh thực sự. Còn phương tiện di chuyển mà Tôn Ngộ Không phụ thuộc nhất, Cân Đầu Vân, thực ra cũng là một sản phẩm kém chất lượng. Cân Đầu Vân chỉ cần lộn một vòng là đã bay qua nửa vòng trái đất. Tốc độ thật sự rất nhanh, nhưng lại phải lộn vòng để di chuyển, tạo ra hình dáng rất kỳ quái. Dĩ nhiên, đó chỉ là một khía cạnh, điều quan trọng hơn vẫn là giá trị thực tiễn. Cụ thể, Cân Đầu Vân có vẻ là phép thuật độc quyền của Tôn Ngộ Không, nhưng thực ra nó còn bị người khác kiểm soát. Ví dụ Bồ Đề Tổ Sư hay như Đức Phật Như Lai cũng có khả năng điều khiển Cân Đầu Vân. Điều này rất nguy hiểm cho Tôn Ngộ Không, giống như việc người khác có thể điều khiển chiếc xe của bạn khi bạn đang lái. Vậy thì mạng sống của bạn đã nằm trong tay của họ. Sở dĩ Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai đè xuống dưới Ngũ Chỉ Sơn cũng là vì trong lúc đánh cược, Cân Đầu Vân đã tiết lộ vị trí của Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, mặc dù Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện rất ít trong Tây Du Ký, nhưng ông là một nhân vật mạnh mẽ hơn nhiều so với Phật Tổ Như Lai. Bồ Đề Tổ Sư đã lãnh đạo một trận chiến chống ma quái sau khi khai thiên lập địa và sau đại chiến. Ông lại ẩn dật tại Linh Đài Phương Thốn Sơn, trở thành đạo sĩ đại giác. Đức Phật Thích Ca cũng nhờ sự soi sáng của Bồ Đề Tổ Sư mà đạt được vị trí Thế Tôn. Hơn nữa, Bồ Đề Tổ Sư không thuộc đạo giáo truyền thống mà là một vị đại năng hành giả, thông thạo pháp thuật của cả ba giáo phái. Có thể nói ông thông thạo các kỹ năng pháp thuật khác nhau, và những kiến thức của ông thì người bình thường học mãi cũng không hết. Một nhân vật cấp bậc đại năng như vậy lại chỉ truyền cho Tôn Ngộ Không ba loại pháp thuật, lại còn không hoàn chỉnh. Vậy Bồ Đề Tổ Sư thực ra đang nghĩ gì? Một số người cho rằng Bồ Đề Tổ Sư muốn giữ lại những bí mật, tránh việc truyền dạy cho đệ tử rồi làm hại mình. Đây là tâm lý thường có của những người thợ thủ công cổ đại ở Trung Quốc. Thế nhưng với khả năng của mình, ông hoàn toàn không cần lo lắng về điều này, bởi bản thân đã là bậc đại năng vượt trội hơn cả Đức Phật Thích Ca. Ngay cả khi có dạy thêm Tôn Ngộ Không thêm vài khả năng, ông cũng không cần phải lo sợ rằng sẽ có vấn đề phát sinh trong tương lai. Một số người khác cho rằng có lẽ do phẩm hạnh của Tôn Ngộ Không chưa đạt yêu cầu, sau khi học được pháp thuật lại còn thể hiện trước các sư huynh đệ, nên chưa kịp để Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy các pháp thuật khác thì đã bị đuổi ra khỏi cửa núi. Nhưng lý do này cũng rất khiên cưỡng, bởi vì Tôn Ngộ Không là đệ tử xuất sắc nhất trong số tất cả các môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư, cũng là người mà ông yêu thích nhất. Liệu ông có vì những chuyện nhỏ nhặt mà đuổi hắn đi không? Cho nên sự việc này chỉ là một cái cớ. Từ đầu Bồ Đề Tổ Sư đã tính trước việc để Tôn Ngộ Không rời đi, bởi ông không muốn cho hắn học thêm nhiều hơn nữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì Bồ Đề Tổ Sư đã sớm có kế hoạch cho Tôn Ngộ Không. Vậy kế hoạch bí mật sau một loạt hành động kỳ lạ của Bồ Đề Tổ Sư là gì? Tại sao lại nói Bồ Đề Tổ Sư là người sắp xếp cho việc đi lấy kinh từ Tây Thiên? Tất cả đều bắt đầu từ thân thế của Tôn Ngộ Không. Theo truyền thuyết, Tôn Ngộ Không không cha không mẹ, chỉ là phần thừa lại của viên đá thần mà nữ oa đã dùng để vá trời. Viên đá này đã hấp thụ tinh hoa của trời đất qua nhiều năm tháng, cuối cùng đã sinh ra Tôn Ngộ Không. Xuất thân này cho thấy Tôn Ngộ Không là một người không có bối cảnh, không có lập trường, cũng như không thuộc về bất kỳ giáo phái nào. Khi Tôn Ngộ Không bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy, ông vừa nghe thấy danh tính của hắn thì trong lòng rất vui mừng, không chỉ vì Tôn Ngộ Không là một viên ngọc thô có phẩm chất tuyệt vời, mà còn vì trong lòng Bồ Đề Tổ Sư đã có một kế hoạch lớn, đó chính là hành trình thỉnh kinh từ Tây Thiên. Trong mắt nhiều người, đây là một kế hoạch do Phật Tổ Như Lai ở Linh Sơn dẫn dắt, nhưng thực ra sau lưng Phật Tổ cũng có sự chỉ dẫn của Bồ Đề Tổ Sư. Phật Tổ Như Lai có thể trở thành người cai trị thế giới cũng là nhờ sự chỉ dẫn của Bồ Đề, nên giữa hai bên có sự liên hệ mật thiết. Một số người còn cho rằng Phật Tổ Như Lai chính là Bồ Đề Tổ Sư và ngược lại. Lý do ông thay đổi thân phận và truyền dạy khả năng phép thuật cho Tôn Ngộ Không là để chuẩn bị cho việc thu thập kinh điển trong chuyến Tây Du. Bất kể theo quan điểm nào,
Mối quan hệ giữa Bồ Đề Tổ Sư và Phật Tổ Như Lai rất chặt chẽ. Họ đều là những người dẫn dắt trong kế hoạch thu thập kinh điển. Việc chọn Tôn Ngộ Không làm ứng viên là vì bối cảnh của hắn vô cùng trong sạch, không gây nghi ngờ cho bất kỳ ai. Hơn nữa, tâm tư của Tôn Ngộ Không cũng đơn giản và dễ kiểm soát. Tôn Ngộ Không không quá hiểu những mưu mẹo, dễ làm mất lòng người khác. Điều này đã tạo ra cơ hội để họ khai thác triệt để những lợi thế mà hắn mang lại. Chẳng hạn như sau khi Tôn Ngộ Không thành thạo phép thuật, đã đi khắp nơi khoe khoang với các sư huynh đệ mà không biết rằng những hành động này thường dẫn đến rắc rối. Khi người khác thấy những pháp thuật này, họ sẽ yêu cầu Tôn Ngộ Không truyền lại. Và nếu hắn không truyền thì rất có thể sẽ gặp phải tai họa. Tuy nhiên, để Tôn Ngộ Không biết tự kiềm chế không phải là điều dễ dàng, bởi bản tính của con khỉ này rất khó thay đổi. Chính sự kết hợp của những điều kiện này đã khiến cho Bồ Đề Tổ Sư chọn Tôn Ngộ Không làm ứng cử viên. Cũng chính vì lý do ấy mà trong quá trình truyền thụ pháp thuật cho Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư đã không dạy hết mọi thứ. Ông hiểu rất rõ bản tính của Tôn Ngộ Không, cũng biết rằng nếu truyền hết mọi thứ cho hắn thì rất có thể họ sẽ không thể kiểm soát được. Thực tế cho thấy Tôn Ngộ Không chỉ học được một phần pháp thuật mà đã khiến cho thiên đình náo loạn. Nếu học được đầy đủ, e rằng ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không thể chế ngự hắn. Tất cả sự chuẩn bị công phu này đều là vì kế hoạch thu thập kinh điển cuối cùng. Quả nhiên, do tính cách của mình, Tôn Ngộ Không đã gây náo loạn ở thiên đình và cuối cùng bị Như Lai Phật Tổ chế ngự, buộc phải gia nhập vào nhóm người thu thập kinh điển. Vậy tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại dẫn dắt kế hoạch thu thập này? Có một cách lý giải rằng hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng chính là cuộc tranh giành quyền lực giữa Phật giáo và Đạo giáo. Một yếu tố thường xuất hiện trên con đường thu thập kinh điển có thể phản ánh mối quan hệ phân bổ quyền lực trong thế giới Tây Du, đó chính là quyền hạn về mưa. Ngay từ đầu Tây Du Ký, Kính Hà Long Vương đã cầu cứu Đường Thái Tông trong giấc mơ, nhưng cuối cùng vẫn bị chém đầu vì không tuân theo ý chỉ của Ngọc Hoàng về việc làm mưa. Hơn nữa, chỉ cần thay đổi chút ít về thời gian, Kính Hà Long Vương đã bị tuyên án tử hình. Như vậy, hôn mưa gọi gió là quyền lực quan trọng nhất mà Ngọc Hoàng kiểm soát ở trần gian, gần như không có ngoại lệ. Điều này được thể hiện một cách rõ ràng hơn trong sự kiện cầu mưa ở Phượng Tiên sau này. Tuy nhiên, trong toàn bộ tác phẩm Tây Du Ký, vẫn có người có thể làm lung lay quyền hôn mưa gọi gió của Ngọc Hoàng, đó chính là Ngũ Lôi Pháp trong Đạo giáo. Trong cuộc chiến tại Sai Trì Quốc, ba vị đại tiên Đạo giáo đã dựa vào Ngũ Lôi Pháp để xúi dục Sai Trì Quốc khởi xướng phong trào tiêu diệt Phật giáo. Dù Ngọc Hoàng cũng đứng về phía Đạo giáo, nhưng quyền lực của Thái Thượng Lão Quân rõ ràng đã bị lung lay. Ý nghĩa thực sự trong phần này là không thể để một bên độc quyền, mà cần phải duy trì sự cân bằng giữa Phật giáo và Đạo giáo. Đó mới chính là chiến lược tốt nhất. Vậy tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại thúc đẩy kế hoạch này? Như đã đề cập, Bồ Đề Tổ Sư vốn dĩ là người vừa theo Phật, vừa theo Đạo. So với sự độc quyền của Thái Thượng Lão Quân, thì cân bằng giữa Phật và Đạo mới chính là điều ông mong muốn nhất. Cuối cùng, Bồ Đề Tổ Sư cũng đã đạt được mục tiêu của mình khi Tôn Ngộ Không đã trở thành đấu chiến thắng Phật. Phật và Đạo được đặt ở hai đầu của cán cân, tương hỗ lẫn nhau, tạo ra sự cân bằng để duy trì sự hài hòa của trời đất. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.